Đồ Gỗ Đỗ Tinh xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Hiện tại tôi đang có mặt tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội, và thời tiết hiện tại đang rất là mưa. Chúng tôi có một cái đơn hàng vào số nhà 105, ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám, và hiện tại tôi đang tính xem là cái đường này không biết người ta có cho vào không. Hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa. Trời đang rất là mưa rồi các bác. Chúng tôi bắt buộc phải lùi xe vào, không còn cách nào khác. Dù ngõ rất là nhỏ nhưng mà sẽ cố gắng để lùi vào. Vâng, có một cái sự cố hơi... có một cái xe cản đường chúng tôi không thể lùi vào được. Và bắt buộc em chúng tôi phải khiêng và di chuyển một quãng đường 200m và không còn cách nào khác thưa quý vị. Vâng, thưa các bác, như vậy thì Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh đã có mặt tại phòng khách của gia đình nhà anh Tuấn ở đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội. Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi thưa các bác. Mặc dù đã hẹn với anh Tuấn là sẽ đến sớm vào lúc tối, nhưng chẳng may thời tiết Hà Nội hôm nay có một cơn mưa rất là to, đã ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của anh em chúng tôi, nên đã đến hơi trễ một chút. Rất mong gia đình anh sẽ thông cảm. Và hiện tại, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bàn giao thành công cho gia đình nhà anh bộ trường kỷ Tam Sơn Vai Bò của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh thưa các bác. Và xin giới thiệu đến quý vị bộ trường kỷ Tam Sơn Vai Bò được làm bằng chất liệu gỗ hương, kích thước là ghế dài 1m9, rộng 55 phân, bàn dài 1m1, rộng 55 phân, cao 75 phân. Vâng, một mẫu trường kỷ có kiểu dáng tương đối là đơn giản, không có quá nhiều những cái hoa văn chi tiết cầu kỳ phức tạp. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hình ảnh chiếc quân thư được phác họa đục chạm ở trên tựa ghế, rất đơn giản mà lại đẹp tinh tế. Bộ trường kỷ Tam Sơn Vai Bò này chắc hẳn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bác nào yêu thích sự đơn giản và tinh tế. Vâng, thưa các bác, để biết thêm thông tin về bộ trường kỷ Tam Sơn Vai Bò này thì mời các bác hãy liên hệ với Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh qua số điện thoại 0948 777 798. Và còn rất nhiều những cái mẫu trường kỷ đẹp, sập gụ, tủ chè, đồng hồ cây của chúng tôi để ở trên website đỗtinh.com và kênh YouTube Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Quý vị và các bác có thể truy cập vào đó để tham khảo. Vâng, và một lần nữa thay mặt cho Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh xin gửi lời cảm ơn đến gia đình nhà anh Tuấn tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội đã tin tưởng và đặt mua bộ trường kỷ Tam Sơn Vai Bò của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh chúng tôi. Hy vọng bộ trường kỷ này sẽ đem lại may mắn cho gia đình nhà anh chị. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Cuối cùng xin phép cảm ơn quý vị khán giả của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua. Chúc quý vị và các bác một ngày thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cuối cùng, hai anh em tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ, cái công việc trong ngày hôm nay. Mặc dù rất là mệt, thời tiết rất là không thuận lợi một chút nào, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hoàn thành. Và đến cái thời điểm này thì rất là vui rồi. Vâng, chúng tôi đi kiếm cái gì đó để ăn lại. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa được cái gì ở bụng, rất là đói rồi. Sau khi kiếm ăn đồ ăn xong, tôi sẽ di chuyển từ thành phố thủ đô thân yêu về với mẹ Hải Hậu. Được hết cả giày rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhé.